Việt Nam ghi nhận thêm 2.301 ca nhiễm mới trong 24 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát lưu động phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thành phố Thủ Đức phong tỏa thêm hai phường với hơn 78.000 dân. Thành phố Hồ Chí Minh khẩn cấp triển khai thí điểm cách ly điều trị F0 và F1 tại nhà. Phú Yên thông tin bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong tại nhà riêng. Bộ Y tế công bố ca tử vong do Covid-19 thứ 131, 132. Đà Nẵng thông tin cán bộ thuế thứ 5 mắc Covid-19. Hà Nội kiểm soát người vào thành phố từ 14 tháng 7. Khu vực có nhiều bệnh nhân Covid-19 nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Covid-19 cập nhật sáng ngày 14 tháng 7 của DKN TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Y tế Việt Nam vào chiều ngày 13 tháng 7 đã ghi nhận 852 ca dương tính với COVID-19, bao gồm 849 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, trong ngày 13 tháng 7, Việt Nam đã ghi nhận 2.301 ca nhiễm mới, bao gồm 5 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 2.296 ca trong nước ở 26 tỉnh thành phố, chủ yếu là tại thành phố Hồ Chí Minh với 1.797 ca nhiễm. Ngày 13 tháng 7, ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ hai kể từ đầu dịch với 2.296 ca. Số ca mắc mới nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh lên 16.573 tỉnh Bắc Giang là 5.723, tỉnh Bình Dương 1.814, Đồng Tháp 649, Hà Nội 541, Long An 523, Phú Yên 492, Đà Nẵng 274, Hưng Yên 181, An Giang 94, Trà Vinh 38, Cần Thơ 13, Kiên Giang 7. Chuyển sang một cập nhật đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay: Thông tin tháo dỡ chốt kiểm dịch trong ngày 13 tháng 7 là không chính xác. Theo Thượng tá Xuân, Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị thay đổi phương pháp để kiểm tra kiểm soát. Các chốt kiểm soát thì vẫn giữ như cũ, nhưng các lực lượng tại các chốt không chỉ đứng yên mà sẽ tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường và các địa điểm ở phạm vi xung quanh địa bàn phụ trách. Khi nào hết phiên tuần tra kiểm soát thì lực lượng này quay lại chốt để tiếp tục nhiệm vụ. Ông Xuân nói, lực lượng sẽ không kiểm tra tập trung mà lưu động kiểm tra ngẫu nhiên để xử lý những người có dấu hiệu vi phạm hoặc ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, không thuộc các trường hợp cho phép. Việc thay đổi phương pháp giúp vừa tăng cường hiệu quả kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm và vừa không để xảy ra tình trạng ùn ứ tại các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc thay đổi các phương án là tùy tình hình thực tế các địa phương tổ chức các tổ lưu động để nhắc nhở, xử lý người dân vi phạm chỉ thị 16 cũng là một hình thức hiệu quả hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vị này nói, vừa qua có hiện tượng ùn ứ người và phương tiện tại một số chốt ra vào các quận, huyện, đơn cử như trường hợp ở quận Gò Vấp. Cũng có tình trạng người ra đường vào các hẻm nhỏ để vượt chốt. Triển khai các tổ lưu động sẽ giải quyết được phần lớn vấn đề trên và đồng thời sẽ kiểm soát được diện rộng của địa bàn. Kính thưa quý vị, Ngày 13 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã có quyết định phong tỏa cách ly y tế phường Tăng Nhân Phú A và phường Long Thạnh Mỹ từ 12 giờ ngày 14 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Trong đó, phường Tăng Nhân Phú A bao gồm 7 khu phố, 91 tổ dân phố trên diện tích 418,3 ha với dân số 12.595 hộ gia đình và 44.595 nhân khẩu. Phường Long Thạnh Mỹ không bao gồm phần diện tích thuộc khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có 5 khu phố với 67 tổ dân phố, diện tích 923,98 ha, 10.014 hộ gia đình, 34.161 nhân khẩu. Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế, người dân không được phép đi ra khỏi khu vực, trừ nhân viên y tế, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, Trước đó từ 0 giờ ngày 13 tháng 7, toàn bộ phường Bình Triều và phường Trường Thạnh thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đã bị phong tỏa để phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới. Kính thưa quý vị, sau khi được thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chấp thuận, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn hướng dẫn thí điểm cách ly điều trị những trường hợp F0 và F1 tại nhà. Công văn khẩn được giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Bình, Giám đốc Sở Y tế ký ngày 13 tháng 7. Về việc triển khai biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay, nêu rõ các quy định liên quan đến thí điểm cách ly, điều trị F0 và F1 tại nhà. Đối với các trường hợp F0 là các bệnh dương tính với SARS-CoV-2 không có triệu chứng, đang điều trị tại các bệnh viện, nếu xét nghiệm RT-PCR ngày thứ 10 có kết quả âm tính hoặc còn dương tính nhưng tải lượng virus thấp, không còn khả năng lây nhiễm thì sẽ chuyển về cách ly tại nhà nếu bảo đảm an toàn phòng chống lây nhiễm. Nhóm đối tượng này sẽ tiếp tục xét nghiệm RT-PCR tại nhà vào các ngày thứ 14 và ngày 21. Thành phố sẽ triển khai thí điểm cách ly F0 tại nhà đối với trường hợp không có triệu chứng. Việc thí điểm áp dụng với nhân viên y tế bị lây nhiễm được cách ly tại nhà khi có đủ điều kiện tương tự F1. Người cách ly sẽ tự theo dõi về tình trạng sức khỏe, báo cáo với cơ quan theo dõi y tế hàng ngày và thực hiện xét nghiệm theo quy định. Các trường hợp F0 cách ly tại nhà phải được giám sát của cơ quan y tế địa phương và nơi làm việc. Tuân thủ các biện pháp an toàn phòng chống lây nhiễm cho những người xung quanh. Y tế địa phương phải tổ chức đội theo dõi sức khỏe hàng ngày đối với những trường hợp F0, tổ chức đường dây nóng tiếp nhận thông tin về trường hợp bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, khẩn trương đưa vào bệnh viện điều trị. Phương án cách ly F1 tại nhà sẽ được triển khai tại khu vực nguy cơ rất cao. Nhà cách ly F1 phải có biển báo bên ngoài, có hàng rào mềm ngăn cách, toàn bộ thành viên trong nhà không được phép ra ngoài người F1 phải hạn chế tiếp xúc, bố trí khu vực phòng riêng nếu có thể, có đồ dùng cá nhân riêng, ăn uống riêng, thùng đựng rác riêng, vệ sinh khử khuẩn khu vực vệ sinh chung sau mỗi lần F1 sử dụng. Tổ chức quản lý, giám sát thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nhà theo đúng quy định để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm. Trong trường hợp F1, tại các khu tập thể, khu trung cư, nếu có ca F0 tại nhà thì đưa toàn bộ F1 đi cách ly tập trung. Trường hợp có đông người F1 lưu trú tại một khu vực phong tỏa như khu nhà trọ, ký túc xá, khu dân cư thì áp dụng thiết chế cách ly y tế tập trung đối với các khu vực đó. Trường hợp mật độ người cách ly quá đông thì xem xét giảm bớt mật độ bằng cách ra các khu vực cách ly tập trung khác. Thành phố sẽ bố trí cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu đến trực tiếp các nhà cách ly F1 và thực hiện theo dõi, giám sát hàng ngày. Đối với các F1 ở khu vực có nguy cơ rất cao, không đủ điều kiện theo tiêu chí của Bộ Y tế để cách ly tại nhà. Có ca F1 tại nhà ở vùng lõi như khu nhà trọ, khu dân cư nghèo, khu ký túc xá thì chuyển cách ly tập trung, xét nghiệm RT-PCR ngày 7 thay vì 14 ngày như trước đây. Nếu kết quả âm tính có thể xem xét chuyển về cách ly tại nơi lưu trú và giao y tế địa phương theo dõi như trường hợp F1 cách ly tại nhà. Những khu vực nguy cơ cao khi cách ly F1 tại nhà không yêu cầu phải có phòng riêng để nhân viên y tế khám lấy mẫu, theo dõi sức khỏe và có thể xem xét cho phép cách ly F1 tại trung cư, tập thể nếu có phòng riêng khép kín. Nhưng nếu xuất hiện F0 thì phải đưa toàn bộ những người trong nhà đi cách ly tập trung. Trường hợp tất cả những người trong nhà đều là F1 thì xem xét cách ly tất cả các thành viên không yêu cầu phải có phòng riêng. Quy định trên cũng áp dụng đối với khu vực nguy cơ thấp khi cách ly F1 tại nhà. Chuyển sang một số cập nhật đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Phú Yên, trong ngày 13 tháng 7, tỉnh này ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 tử vong tại nhà riêng. Đó là bệnh nhân số 33.716, sinh năm 1953, trú tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trường hợp này là F1 của bệnh nhân số 27.448. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, hai chân yếu đi lại khó khăn, được bệnh nhân số 27.448 chăm sóc hàng ngày đến sáng ngày 11 tháng 7, bệnh nhân số 27.448 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được đưa vào bệnh viện giã chiến điều trị. Vì bệnh nhân số 33.716 mắc bệnh mạng tính, đi lại khó khăn, cần có người chăm sóc đặc biệt nên không thể vào khu cách ly tập trung mà được cách ly tại nhà, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Phú Yên nêu rõ. Cũng theo báo cáo trên, hàng ngày có ông T là người thân của bệnh nhân số 33.716 mang cơm sang phục vụ bệnh nhân. Đến sáng ngày 13 tháng 7, ông T mang cơm qua trước nhà của bệnh nhân số 33.716 thì thấy người này đã tử vong nên đã liên hệ với trạm y tế phường 7 thành phố Tuy Hòa để báo cáo tình hình. Lúc này, bệnh nhân số 33.716 cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Địa phương đã tiến hành mai táng theo quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong một diễn biến có liên quan. Tối ngày 13 tháng 7, Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo hai ca tử vong do COVID-19 số 131 và 132 ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang. Trong ngày, Bộ Y tế công bố 7 ca tử vong. Ca tử vong thứ 131 là bệnh nhân số 2983, là nữ 65 tuổi, người nhập cảnh tại An Giang. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 5 tháng 5 được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang. Trần đoán lúc vào viện là viêm phổi do mắc Covid-19 trên nền bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường. Ngày 13 tháng 5, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh với chuẩn đoán vào viện là viêm phổi nặng biến chứng suy hấp tiến triển do nhiễm SARS-CoV-2. Tràn khí màng phổi phải đang đặt dẫn lưu ngày thứ tư trên nền bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường. Bệnh nhân tử vong vào đêm ngày 1 tháng 7. Nguyên nhân tử vong là viêm phổi nặng biến chứng suy hấp tiến triển do nhiễm SARS-CoV-2, sốc nhiễm trùng, xuất huyết não trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR âm tính 4 lần. Ca tử vong thứ 132 là bệnh nhân số 17.165, là nữ 77 tuổi ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, gãy cổ xương đùi cũ đã phẫu thuật. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 27 tháng 6, được điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân tử vong vào trưa ngày 10 tháng 7. Nguyên nhân tử vong: sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng ARDS do nhiễm SARS-CoV-2 trên nền bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, gãy cổ xương đùi cũ. Như vậy đến nay, Việt Nam đã có 132 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Trong đó, riêng đợt dịch thứ tư có 97 ca tử vong. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm một ca nhiễm SARS-CoV-2. Đến nay thành phố ghi nhận tổng 5 cán bộ thuế mắc COVID-19. Bệnh nhân là NTTA, là nữ sinh năm 1987, trú tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, nhân viên chi cục thuế khu vực Cẩm Lệ, Hòa Vang bệnh nhân tham gia dự tập huấn cùng F0 là nhân viên của Tri cục thuế Thanh Khê, Liên Triều tại cục thuế thành phố vào ngày 9 tháng 7. Ngày 12 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu chùm tại cơ quan, sau đó về nhà. Đến 21 giờ cùng ngày, bệnh nhân được thông báo xuống cơ quan để lấy mẫu lẻ, làm xét nghiệm lại và ở cách ly tại cơ quan, không về nhà. Như vậy đến nay, hai chi cục thuế tại Đà Nẵng đã ghi nhận tổng cộng 5 ca mắc COVID-19 kể từ các bệnh đầu tiên là nữ nhân viên của tri cục thuế Thanh Khê Liên Triều, là F1 của bệnh nhân số 29.187, trú ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, phát hiện mắc bệnh vào ngày 11 tháng 7. Thưa quý vị, Hà Nội hiện có 22 chốt kiểm soát được dựng trong đêm. Đến 6 giờ ngày hôm nay 14 tháng 7 sẽ chính thức kiểm soát người ra vào thành phố. 21 giờ ngày 13 tháng 7, tại chốt số 13, trạm kiểm dịch huyện Trương Mỹ nằm trên quốc lộ 6, thuộc thị trấn Xuân Mai, huyện Trương Mỹ, giáp với huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hơn 10 chiến sĩ lữ đoàn xe tăng 201 phối hợp với đội cảnh sát giao thông số 12 đã dựng lều bạt giã chiến. Lều bạt diện tích hơn 10 m2 được dựng ở ven quốc lộ. Đây cũng là vị trí đặt chốt kiểm soát hồi tháng 4 năm 2020. Lều sẽ phục vụ việc cất giữ trang thiết bị và là nơi nghỉ của các lực lượng làm nhiệm vụ lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 12 cho biết, 11 người thuộc 5 lực lượng chia thành 4 ca trực mỗi ngày, bao gồm cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, quân đội, y tế và cán bộ địa phương. Lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông sẽ dừng phương tiện và phân luồng để không xảy ra ùn tắc. Lực lượng y tế, quân đội phụ trách test nhanh COVID-19 với những trường hợp cần thiết và kiểm tra việc khai báo y tế. Đây là lần thứ hai thành phố Hà Nội lập chốt kiểm soát ở các tuyến đường cửa ngõ thủ đô. Trước đó vào tháng 4 năm 2020, thực hiện chỉ thị 16 cách ly xã hội, Hà Nội lập 30 chốt trên các trục đường ra vào thành phố. Sau gần một tháng, các chốt được dỡ bỏ khi dịch bệnh được khống chế, thành phố áp dụng trạng thái bình thường mới. Kính thưa quý vị, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp ghi nhận số F0 lớn trong nhiều ngày. Tổng số bệnh nhân của khu vực này đã vượt mốc 2.000 ca. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 12 giờ ngày 13 tháng 7, thành phố có tổng cộng 309 xã, phường đã ghi nhận F0. Khu vực có nhiều ca mắc COVID-19 nhất là quận Bình Tân với 2.141 ca nhiễm. Ngoài ra, huyện Bình Chánh cũng phát hiện 2.005 ca mắc COVID-19. Các địa phương có trên 1.000 bệnh nhân COVID-19, bao gồm thành phố Thủ Đức với 1.648, quận 8, 1.601, Hóc Môn, 1 nơi có số F0 thấp nhất toàn thành phố Hồ Chí Minh là huyện Cần Giờ với 35 ca bệnh. Theo thống kê của Sở Y tế thành phố, tính đến ngày 13 tháng 7, thành phố có 16.027 trường hợp mắc COVID-19 trong đợt bùng phát thứ tư. Trong vòng 24 giờ, kể từ 6 giờ ngày 12 tháng 7 đến 6 giờ ngày 13 tháng 7, thành phố đã ghi nhận thêm 1.602 F0. Trong đó, 26 điểm đang diễn biến, gồm 6 chuỗi tại chợ, 12 điểm khu dân cư, 8 nơi là khu công nghiệp, công ty. Ngoài ra, 44 chuỗi lây nhiễm khác đã ổn định. Trong đó, 579 trường hợp trong khu phong tỏa, 778 trường hợp trong khu cách ly, 8 trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp, 3 ca được phát hiện qua tầm soát trong cộng đồng, 138 ca được phát hiện qua sàng lọc tại bệnh viện và 96 người đang điều tra bổ sung. Thưa quý vị, bản tin COVID-19 cập nhật sáng ngày 14 tháng 7 của DKN TV đến đây tạm dừng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo